Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. tin bóng đá, ngày 4 tháng 12. Nhận định dự đoán tỷ số Pháp với Ba Lan, nội chiến châu Âu. Nhận định bóng đá, nhà đương kim vô địch Pháp sẽ đụng độ với Ba Lan ở vòng 1/8 World Cup 2022. Pháp dễ dàng trong việc giành được tấm vé vòng knock-out chỉ sau hai lượt trận, nhưng ngược lại Ba Lan lại khó khăn, lách qua khe hẹp và có thêm một chút may mắn với giành được suất đi tiếp. Pháp và Ba Lan vẫn chưa đạt được kỳ vọng tại kỳ của cấp này, giới chuyên môn nhận định một trận đấu căng thẳng sẽ diễn ra khi họ gặp nhau ở vòng 1-8 vào tối ngày 4 tháng 12 tới trên sân An Thu Ma Mã. Nhận định Pháp, vòng 1-8 của cấp 2022. Có thể nói việc Ba Lan rơi vào nhánh đấu có sự hiện diện của Pháp là điều chẳng một cổ động viên nào của họ mong muốn. Bởi ở nhánh đấu tư thần này, nếu có vượt qua đội bóng xứ sở lục lăng, thầy trò huấn luyện viên Sestor Mike Newick sẽ đối đầu với một trong hai đội là anh hoặc senegal nếu tiếp tục đi tiếp robert lewandowski cùng các đồng đội nhiều khả năng sẽ đối đầu với những đội bóng mạnh như tây ban nha hoặc bồ đào nha rõ ràng những thử thách đó vô cùng khó chịu những chú đại bàn trắng ước gì có thể không thua ở trận đấu với argentina tại vòng đấu cuối nhưng khi mọi chuyện đã an bài ba lan nên nghiên cứu và tập trung để cố gắng vượt qua những thử thách kể trên mỗi một trận đấu phía trước của họ nếu đi tiếp đều có thể ví như trận siêu kinh điển. Rõ ràng mang thể hiện của thầy trò huấn luyện viên Sestor Mike Newick tại World Cup 2022 không thật sự quá khả quan. Họ hòa chật vật Mexico ở ngày đầu ra quân với tỷ số 0-0, để rồi thắng Ả Rập Xê Út 2-0 và thua Argentina không hay ở trận cuối. nhưng định Ba Lan, vòng 1-8 World Cup 2022. Với Pháp, đội bóng này thật sự từ cõi chết trở về trong trận đấu ra quân gặp Australia. Hai bàn thắng của Adrian Rebius và Olivier Giroud ở các phút 27 và 32 trước Soxerus đã cứu cho đội bóng này thoát khỏi nguy cơ về nước sớm. Giờ đây khi sống lại, đội bóng xứ sở lục lăng nên biết quý trọng điều đó và hạn chế những sai lầm. Ai cũng biết đại diện lơ là đội bóng mất cân bằng như thế nào tại World Cup 2022. Hàng công có khá nhiều nhân tố. Trong khi hàng thủ lại thi đấu tệ hại Huấn luyện viên Didier Deschamps Thậm chí không thể giúp các cầu thủ của ông Tránh khỏi việc bị thủng lưới Trong trận đấu mới đây với Tunisia Nhưng gặp qua những yếu tố hậu trường Pháp thực sự sẽ là đối trọng Khó chịu của Ba Lan ở trận này Cơ hội sẽ vẫn chia đều cho hai đội bóng Thế nhưng dĩ nhiên với màn trình diễn tốt hơn Nên Leblanc chắc chắn Sẽ nhận được những đánh giá cao hơn so với Đại Bàn Trắng với việc nhà cái áp dụng tỷ lệ 0 1 1 phần 2. Thông tin lực lượng Pháp với Ba Lan Pháp, Lucas Hernandez chấn thương Ba Lan, đội hình đầy đủ Đội hình dự kiến Pháp với Ba Lan Pháp, Loris, Varang, Theo, Up Emcano, Cao, Rebius, Âu Am Griezmann, Mbappé Ba Lan, Szczesny, Glick. Bekhizinski, Cac, Kaiwiekior, Grisowiec, Jielinski, Frankowski, Bilic, Swiderski, Lewandowski, Dự đoán: Pháp thắng Ba Lan, Ba công. Bản tin góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi khi chúng tôi lên sóng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.